sau hơn như vậy chúng ta chỉ cần mình đi hiện tại và tiếp nhận là xong. Đầu tiên là mình bước chân phải ra trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chạy 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8 đá chân 4 và 2 chạy 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi chân 5, 2, 3 chu chân 4, 5, 6, 7, 8, 6 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lên 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.